Một nữ nghệ sĩ nổi tiếng của Vbiz tiết lộ đã tiêm tận 4 mũi vaccine vì quên. Mới đây, trên mạng xã hội, cư dân mạng lan truyền một đoạn clip của nghệ sĩ cải lương Hồng Ga tiết lộ đã vô tình tiêm 4 mũi vaccine vì quên. Nữ nghệ sĩ cho biết, tại vì hôm trước đâu có biết, thấy chích thì có người hỏi, ủa sao bà không đi chích, tôi cũng không nhớ có chích hay không. Rồi họ nói, thôi bà đi tiêm đi cho chắc, là giờ 4 mũi luôn, nhưng mà không sao đâu, tại vì không nhớ. Cụ thể, vào tháng 4 năm 2021, nghệ sĩ cải lương Hồng Nga đã trở về Việt Nam sau thời gian dài bị kẹt lại ở Mỹ và thực hiện đúng quy trình cách ly y tế. Đến gần đây, thông tin nữ nghệ sĩ gạo cội này đã tiêm 2 mũi vaccine tại Mỹ nhưng lại tiếp tục tiêm thêm 2 liều tại Việt Nam khiến dư luận xôn xao và lo lắng. Con gái nghệ sĩ Bảo Quốc từng chia sẻ clip đã đưa nghệ sĩ Hồng Nga đi tiêm vaccine ở Mỹ vào hai mốc thời gian là ngày 6 tháng 2, 2021 và ngày 1 tháng 3, 2021. Đặc biệt, con gái nghệ sĩ Bảo Quốc cho biết, nữ nghệ sĩ cải lương Hồng Nga do tuổi đã cao nên trí nhớ bị giảm sút, có lần quên xé lịch dẫn đến suýt nhầm ngày tiêm ngừa. Sau khi trở về nước, nghệ sĩ Hồng Nga sống một mình nên không nhớ rõ bản thân đã tiêm vaccine hay chưa. Chính vì lý do này, nữ nghệ sĩ đã tiếp tục tiêm ngừa Covid-19 dưới diện cư dân có giấy mời của phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM. Các chuyên gia y tế chia sẻ vụ việc tiêm 4 mũi vaccine của nghệ sĩ Hồng Nga như sau. Dưới góc độ chuyên môn, bác sĩ Trần Văn Ngọc cho rằng việc nghệ sĩ Hồng Nga tiêm mũi thứ 3 với khoảng cách từ 6 tháng trở lên là đúng khuyến cáo. Tuy nhiên, bà đã tiêm mũi thứ 4 trong khoảng cách 3 đến 4 tuần với mũi thứ 3 không đúng về mặt khoa học. Theo vị bác sĩ này thông tin, trong khoảng thời gian từ 6 đến 12 tháng, người dân có thể tăng cường tiêm mũi 3 để phòng ngừa Covid-19. Việc tiêm ngừa không đúng thời gian như hướng dẫn dễ gây hại cho sức khỏe, dẫn tới viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim, sốc phản vệ sau tiêm. Còn bạn cảm thấy như thế nào về tình huống tiêm 4 mũi của nghệ sĩ Hồng Nga? Hãy comment ngay bên dưới nha. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh YouTube Sài Gòn TV Entertainment để cùng chúng tôi cập nhật tin tức giải trí mới nhất.